Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Build up SN ERR lột sách đầy hấp dẫn với một cái dàn trang bị đỉnh cao. Nói đến cái chiếc build up SN ERR là đến một cái siêu phẩm công nghệ mô tô dành cho đường phố đến từ Đức. Cái mẫu xe này là chủ đề hôm nay được người chủ ở bên Thái nâng cấp diện mạo vô cùng hút, chính lọt đồ chơi đắt tiền. Đầu tiên, chiếc xe được trang bị một bộ tem là AA-Race 100 màu trắng đen, tem đỏ, rất nổi bật. Đồng hành cùng với nó là cái mẫu R1 hay mắc cú đời cũ, cũng được thiết kế bộ tem tương tự. Cái đầu xe được giữ nguyên thiết kế như mẫu nhưng được bố trí thêm cái bộ kính gió Mancon Racing, cái giúp núp gió cũng được tốt hơn. Hai bên là cái chụp kính nhôm vô sự ra. Trung tâm điều khiển xuất hiện cái bộ cụm phanh Brembo Rossi với hiệu sức lực bóp thắng tuyệt vời. Ở bờ tay lái tại test, trang chân thay đổi dưới có cùm mù mầm mắt Jesse highlight màu đen và đỏ trong bộ chiếc da màu áo của chiếc xe. Bộ phanh trước Brembo Nikkei D4 AX sáng bóng, đĩa Brembo AZS cùng các dòng Sabus phong cách MotoGP. Tương tự thay đổi ở phía sau gồm có cái phanh Brembo Nikkei 2 bit để xứng, đĩa Arasin AZS bấm đầu, các dầu Sabus. Hoàn thiện hơn chiếc chọn bộ bên đạp Brembo Disc tích hợp bình dầu rời. Cái khung chiếc xe được thêm rất nhiều những món đồ chơi ốp cặt và hồ bờ, tổng thể khiến em ấy trở nên hoàn hảo hơn. Và cuối cùng là cái sự nâng cấp một cái dàn ống cảm Austin Racing Full System. Lít 125 nâng cấp mê hồn với cái dàn áo xanh push cực kỳ mạnh mẽ. Cái chiếc Lít 125i là một dòng tay ga mang đậm cái chất thể thao. Mẫu xe này được nhập từ Thái về, độ hot em ấy được khẳng định trong thời gian gần đây. Số chứng minh quốc chán không quá thù như cái mẫu xe khác. Cái dòng xe này dần được các bạn trẻ là yêu thích, đặc biệt những cô gái. Chứ dừng ở sự nguyên thủy, hàng loạt chứng bắt đầu dần dần ra đời. Và cái chiếc Lít ở dưới đây cũng tương tự như vậy. Xem tổng thể, ta thấy con chiến mã khoét cho mình một gam màu xanh push đầy trẻ trung, sang trọng. Điếc cùng đó là những món đồ chơi kiện giá trị được két từ xe một cách mỹ, đem lại cái chất hiệu năng cũng như cái sự cứng cáp cho xe. Chúng ta cùng xem chi tiết nhé. Hai yếm trước mang lại cho người xem cái nhìn đầy mê hoặc. Biển số trước Titan hướng đến phong cách từ Indo. Trang chân thì nó bật mâm xin được sơn bạc cực đẹp. Hệ thống phanh nâng cấp mạnh mẽ, đĩa Jaffer KTM đi cùng cái lồng nhôm CC được cố định bằng ốc Roti. Để gắn hoàn chỉnh heo xin lên xe thì phải cải phát nhôm CC cho heo dầu kích thước đĩa đã được thay đổi đáng kể. Các nước cũng được bảo vệ bởi các nước CC mang một cái hiệu đến từ HRC cố định bằng ốc Roti. Hệ thống cái giảm sốc Hollin đi cùng bình dầu. Đây là mẫu phụ đồ chơi có lò xo, bình dầu, ống ánh sắc vàng, hướng đến phong cách đi kiện, đáp ứng rất tốt độ nhún nhảy hợp lý trong một địa hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hãy đăng ký kênh, nhớ like, share, subscribe.